Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh AOE4 của Clement. Như chủ đề, ngày hôm nay thì Clement sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm về sức mạnh cũng như là cách xây dựng đội quân Azubit. Là biến thể của Ả Rập thì Azubit cũng có được cho mình đó là 30% tốc độ khai thác bụi quả mọng, và ngoài ra khi đặt cho mình công trình trại nhà xây lương vào khu vực bãi quả mọng thì trữ lượng bãi quả sẽ tăng lên từ 250 lên 350. Và Azubit thì cũng sẽ lên đời bằng công trình ngôi nhà trí tuệ như là con Abbasid. Ở đây chúng ta cùng tìm hiểu qua về cái ngôi nhà trí tuệ của con Azubit. Ở trong công trình ngôi nhà trí tuệ thì Azubit cũng chia cho mình làm 4 cánh, đó là cánh kinh tế, cánh quân sự, cánh văn hóa và cánh giao thương. Nhưng ở mỗi cánh thì đều sẽ có cho mình hai sự lựa chọn và người chơi chỉ có thể chọn một trong hai. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cánh tăng trưởng, cánh kinh tế thì có hai sự chọn, đó là tăng trưởng hoặc là công nghiệp. Với sự tăng trưởng thì sau khi lên được đời ở đời 2 thì các bạn sẽ có được cho mình là 3 con dân làng. Ở đời 3 mà các bạn lên bằng cánh tăng trưởng thì sẽ được 6 con, và nó cứ nhân dần như vậy. Còn cái công nghệ còn lại đó là lên đời xong sẽ được tặng 300 gỗ, và nó cứ gấp số nhân lên, và lên đời 4 nếu mình nhớ không nhầm, nếu như lên đời 4 là được tặng 2.500 gỗ thì phải. Còn cánh quân sự thì sau khi hoàn thành các đơn vị kỵ binh có khả năng chế tạo vũ khí công thành, ngôi nhà trí tuệ, huấn luyện một lính đột kích sa mạc sau mỗi 2 phút trong phần còn lại của ván chơi. Tức là sau khi các bạn lên đời bằng cánh quân sự thì những đơn vị cưỡi ngựa của các bạn là có thể sử dụng. Những cưỡi ngựa của bạn có thể sử dụng để chế tạo vũ khí công thành như kiểu bộ binh vậy. Và ngoài ra thì cái ngôi nhà trí tuệ lại sản sinh ra những đơn vị lính đột kích sa mạc, tức là những con lạc đà có thể chuyển giao giữa lạc đà chém và lạc đà tên, và cứ 2 phút thì nó ra một con. Phần phía dưới của cánh quân sự qua sự lựa chọn, cánh đầu tiên chúng ta nói rồi, cánh thứ hai thì các công nghệ sát thương ở trong nò rèn của lại tiếp theo được miễn phí và tự động hoàn thành. Có nghĩa là lên đời xong thì các bạn mặc định là có luôn cho mình công nghệ ở thời đại kế tiếp. Nó cũng giống như là con Pháp lên đời xong xây cho mình một cái nò rèn sẽ mặc định là có luôn cho mình một cái công nghệ, đó là cái công nghệ sát thương cận chiến vậy. Cánh thứ ba đó là cánh văn hóa. Cánh văn hóa thì nó có hai sự chọn, một là tiến bộ. Đối với cái tiến bộ này thì không cần lên đời, mà nếu như các bạn lựa chọn lên đời thì ở trong cánh này cái chi phí lên đời được giảm đi 40%. Các bạn nhìn thấy là thời đại tiếp theo mất ít hơn 40% thời gian và tốn ít hơn 250 tài nguyên, tức là nó lên đời nó chỉ cần 225 thực và 125 vàng thôi, kích nhanh nhất. Nếu như các bạn kích ở đời 1 lên đời 2 thì nó sẽ rơi khoảng tầm 1 phút 20. Ở phía cánh hậu cần, văn hóa chứ, cánh hậu cần nữa. Hậu cần thì sau khi lên đời xong thì các bạn sẽ có được cho mình, đó là nếu như các bạn sử dụng lên đời 3 bằng cánh hậu cần sẽ còn 3 con, lên hậu cần sẽ là 3 con, lên đời 4 sẽ là 4 con. Thầy tu đạo hồi ấy. Cái con thầy tu đạo hồi này nó có vừa sử dụng để đánh nhau mà vừa đi nhặt được thành tích anh em nha. Và thứ tư đó là cánh thương mại. Cái thương mại nó cánh chợ lớn, với những tình huống mà mỗi 3 phút thì các bạn sẽ có được cho mình 4 lần trao đổi tài nguyên, và nó sẽ cho các bạn 5 sự lựa chọn, các bạn chỉ được chọn 1 trong 4. Với mỗi một sự lựa chọn thì các bạn sẽ mất cho mình 125 vàng. Sau khi hoàn thành, đó là cái phần phía dưới của cánh giao thương, đó là sau khi hoàn thành nhận được 2 ATBEC có thể trú đóng ở trong công trình huấn luyện để tăng 20% máu cho các đơn vị mới được huấn luyện, thì nó giống như con học giả của Ấn Độ, nhưng thay vì lên bằng cánh này thì mới có nha. Lên bằng cánh này thì sẽ có được cho mình những đơn vị ATBEC, và nhét những cái đơn vị quân đấy vào trong cái trường quân sự thì sẽ được tăng thêm 20% máu. Nó giống như con Ấn Độ nhét học giả vào trong nhà quân để giảm đi 50% thời gian mua quân vậy. Đấy là sơ qua về công trình lăn mắc của cái con Azubit này. Bây giờ đối với cả con Azubit thì thường người chơi sẽ lựa chọn cho mình cả chiến thuật ở thời điểm hiện tại nha. Phổ biến nhất đó là lên đời 2 bằng công trình bằng cánh thương mại và sự lựa chọn chợ lớn. Sau khi lên đời xong thì các bạn thấy nó sẽ cứ 3 phút đồng hồ nó sẽ cho các bạn là 5 sự lựa chọn. Ở đây thì chúng ta có 5 sự lựa chọn, có thể 3 lần trao đổi cho mình thương nhân này, 1 lần trao đổi kiếm này, 1 lần trao đổi lính ném lao này. Thì ở đây thì con kiếm sĩ này thì các bạn có thể hiểu là nó được tăng thêm sát thương vào những đơn vị quân cận chiến. Còn con
lính giao tranh này thì nó sẽ có tác dụng như kiểu con lính ném lao của Malian vậy. Con này thì các bạn cứ hình dung là một con thì dùng để chống bộ binh, ăn giống cận chiến, một con thì giống chống cung thủ và thương nhân. Các bạn sau khi các bạn ấn xong 3 lần thì cứ 10 giây, à xong mấy vài giây, bạn đến nó sẽ sau vài giây nó sẽ lở ra một tên thương nhân và cứ 125 vàng sẽ được hai con. Ở đây thì dân cũng vậy, ở đây trong chúng ta có 5 sự lựa chọn thì nó không có trao đổi tài nguyên mà chỉ dùng để thương nhân và thuê lính thôi. Để cách vận dụng cái này thì mình sẽ giới thiệu ở phần sau. Còn bây giờ chúng ta cứ lướt qua những cái công trình landmark. Ở đời 2 thì ở trong cái công trình này nó cũng như con Azubit thôi. Và đơn vị lính nô lệ của con, chúng ta lên đời 3 nha. Lên đời 3 bằng cái cánh, đó là cánh văn hóa nha. Lên đời 3 bằng cánh văn hóa. Ở đây thì cái công nghệ đặc biệt của con Azubit khác so với cả con Apacit. Đó là có cho mình cái công nghệ ở trong nò rèn. Và công nghệ này giúp cho những đơn vị Meratam của Azubit nó trở lên cực kỳ mạnh mẽ. Bộ binh tăng thêm 25% sát thương và 25% tốc độ di chuyển trong 10 giây sau khi tiêu diệt một đơn vị. Bộ binh ở đây thì nó bao gồm tất cả những đơn vị quân ở trong cái nhà lính này, bao gồm cả con lính giáo và cả con lính nô lệ, tức là Meratam này. Và điều này nó sẽ khiến cho những đơn vị Meratam của bà, thường thì người ta sẽ chơi Meratam ở đời 3, lên đời 3 thì thường sẽ chơi Meratam, nó trở nên cực kỳ đáng sợ khi nó càn vào nhà đối phương, tăng thêm sát thương và tăng thêm tốc độ di chuyển, chém dân sẽ rất là ngon. Và chúng ta bước qua cái chuồng ngựa của con Azubit này. Cũng như con Apacit thì Azubit nó có được cho mình đơn vị lạc đà. Nhưng con Azubit này nó không có cho mình đơn vị kỵ nặng nha, mà nó có cho mình đó là kỵ binh giáo lạc đà. Con này thì nó như con kỵ nặng thôi, nó cũng như con kỵ nặng thôi, nhưng mà thay vì là kỵ thì nó là lạc đà và nó có tác dụng đó là giảm đi 20% sát thương của những đơn vị kỵ binh tham chiến cùng với nó. Tức là nếu như mà tham chiến cùng với cả những nó đánh nhau với kỵ chẳng hạn thì kỵ của bên đối thủ mặc dù không đánh nhau với con lạc đà này chỉ vào lính cung thôi nhưng cũng bị giảm đi 20% đam. Và ngoài ra thì nó có cho mình đơn vị đặc biệt đó là đơn vị lính đột kích sa mạc. Đơn vị này thì chúng ta có thể mua được cả ở trường bắn hoặc là ở cái chuồng ngựa cũng đều được. Vì con này khi các bạn trạng thái của nó có thể chuyển giao giữa cung và kiếm liên tục nha. Hiện tại mua nếu như các bạn mua ở trong chuồng ngựa thì ra đời nó sẽ là một con kiếm nhưng các bạn có thể chuyển ra cung ngay và nó không mất thời gian nha. Các bạn có thể chuyển liên tục và không có cao nào. Ở trong những tình huống mà chúng ta vận dụng cái combo này để đánh kỵ nhưng mà lại chống giáo rất là tốt, các bạn xây những chuồng ngựa sóc cho mình những con kỵ binh giáo lạc đà kết hợp cùng với cả những con lính đột kích sa mạc chống kỵ và chống cung cực kỳ tốt. Còn trong trường hợp mà đối phương ra giáo thì chúng ta chuyển những đơn vị lính đột kích sa mạc này sang cung để có thể hỗ trợ. Đó. Chúng ta qua cái trường bắn của con Azubit. Trường bắn của Azubit thì nó cũng có được cho mình 4 đơn vị đầu tiên, 3 đơn vị đầu tiên đó là cung thủ, đó là lỏ binh, đó là pháo thủ và lạc đà. Ở đây thì thay vì con lạc đà tên như là thay vì đơn lạc đà tên như là con Apacit thì đây thì nó cũng chuyển thành đơn vị lạc đà lính đột kích sa mạc, chúng ta gọi nó là như vậy. Và chi phí của nó mua nó rẻ hơn anh em nhé, chi phí của nó mua nó rẻ hơn khá là nhiều, nó chỉ ở 180 tài nguyên thôi, con lạc đà kia là 280 tài nguyên. Ở đây thì nó chỉ 80 thực, 50 gỗ và 50 vàng và nó cũng có thể chuyển giao được cả cả con lính đột kích sa mạc cả ở trong chuồng ngựa và ở trong cái nhà này thì các bạn đều có thể nâng cấp được công nghệ và nâng ở trong nhà nào thì nó cũng giống nhau. Các bạn nâng ở nhà này thì ở trong cái nhà này thì cũng sẽ được nâng cấp luôn. Nên là khi các bạn nâng cấp thì các bạn có thể lựa chọn tùy, các bạn có nhà nào thì các bạn nâng cấp nhà đấy chứ không nhất định là phải đang cầm cung mà lại xây một cái trường bắn để nâng cấp cung mà nâng cấp luôn ở trong cái chuồng ngựa của mình cũng được. Sau đó là chuyển sang cung thì nó vẫn được tính là một đơn vị lính đột kích bậc cầm tên. À, khi cầm cung này thì tất nhiên nó sẽ được tăng đam khi đánh với cung rồi. À, tăng, các bạn nhìn đấy, đam tay của nó là 15 và được cộng thêm 15 đam khi đánh với cả kỵ binh. Đấy, nhưng không được tăng đam khi vào đánh vào lính giáo nhá. Nhưng tất nhiên là khi tầm xa thì bắn vào giáo thì tất nhiên là nó sẽ sướng rồi. Nó không được cộng đam khi đánh vào giáo như là bọn bọn cung thủ, à, bọn lạc đà tên của con Abbasid. Nhưng mà để chống giáo thì cầm cung thì quân nào cũng được, không nhất thiết là phải được cộng đam thì mới dùng. Tiếp tục thì chúng ta đến với cả cái nhà nguyện. Đây, nhà nguyện của con đây của con Azubit. Cái nhà nguyện của con Azubit này thì cái đơn vị này nếu các bạn mua ở trong nhà này thì nó không có sức chiến đấu nhưng mà tốc độ di chuyển của nó nhặt để nhặt thành tích là khá là nhanh. Và ngoài ra nó có được cho mình cái công nghệ đặc biệt đó là công nghệ hồi máu hàng loạt.
khi các bạn bật các công nghệ này lên thì nó sẽ giống như là con giáo sĩ của Ottoman khi các bạn mua bằng điểm tể tướng vậy. Nó sẽ hồi cho tất cả những đơn vị đứng xung quanh nó, các bạn này, đứng xung quanh nó có bao nhiêu thì nó sẽ hồi bấy nhiêu. Ở trong những tình huống combat, các bạn cứ mang theo một vài con này đi để có thể hồi máu cho cả đám đám quân, sẽ cực kỳ đáng sợ. Nó như kiểu là như kiểu đội quân bất tử vậy, mà tốc độ của nó lại cứ di chuyển khá là nhanh, nó có thể đồng bước được với cả những đơn vị kỵ binh của chúng ta để nó không làm chậm bước, như kiểu là con giáo sĩ của Ottoman hay là con giáo sĩ của Ấn Độ. Kỵ binh nó kẹt vùng với cả những đơn vị tín đồ này thì cực kỳ tốt nha. Rồi nhà xe của con này thì nó không có cái gì để khác so với cả con Abbasid cả. Cũng có được cho mình đó là phóng lao, đó là máy bắn đá, đó là con năng đá, rồi đó là con trục phá. Nhưng nó được thêm cho mình một cái công nghệ đó là công cụ công thành bằng gỗ. Sau khi hoàn thành, các đơn vị công thành có thể sử dụng khả năng gia cố kết cấu. Các đơn vị công thành nhận thêm 20 giáp cận chiến và 5 giáp chống lửa trong 10 giây, tức là khi bị đánh vào thì nó cộng thêm 10 giây. Nói lôm la hơn là con xe ram của Abbasid nó sẽ trâu hơn so với cả con xe ram của Azubis, nó sẽ trâu hơn con xe ram của Abbasid một chút xíu, công nghệ đặc biệt hơn mà. Còn đại học thì nó cũng không có cái gì khác so với cả những đơn vị so với cả con Azubis cả. Và khi lên 4, ở đây chúng ta có sự lựa chọn, một đó là kinh tế, hai đó là tăng quân sự, tùy theo cái lượng dân và lượng kinh tế để chúng ta có thể lựa chọn nha. Nếu như trong trường hợp mà các bạn dân đang quá nhiều rồi chẳng hạn, đấy các bạn sau khi lên đời bằng cánh này thì sẽ được thêm cho mình là 10 con dân và dân làng làm việc nhanh hơn 15%. Và ở phải cái này thì nó sẽ lên đời xong tặng thêm 200 gỗ. Còn cái công nghệ này thì sẽ giúp cho các bạn là gì? Sau kỵ binh có thể chế tạo được vũ khí công thành, nhưng mà lên tới 4 bằng công nghệ này thì ngôi nhà trí tuệ huấn luyện 7 lính đột kích sa mạc sau mỗi 2 phút. Nếu như mà lên đời bằng đời 2 ấy, thì là một 2 phút nó ra một con, nhưng mà nếu như các bạn lên đời 4 bằng cái nhà này ấy, thì 2 phút nó ra 7 con. Nhưng tùy theo cái việc đó là các bạn đã mắc pop chưa, kinh tế của các bạn ổn định chưa. Nếu như kinh tế của các bạn ổn định rồi thì cũng không nhất thiết là phải lên bằng cái nhà này, mà có thể chuyển sang cái cánh kinh tế để lấy thêm 10 con dân, và toàn bộ dân làng của con Azubis này sẽ tăng thêm 10%, tức là các bạn đang có cho mình đó là gì, 120 dân, thì các bạn sẽ có cho mình là 100 thành 130 dân, rồi 130 dân đấy cộng thêm 10% nữa, tương đương các bạn khoảng tầm 140 dân. Ngoài ra thì còn được cái bonus đến từ cái ngôi nhà trí tuệ này. Ngôi nhà trí tuệ này các bạn này, ngôi nhà trí tuệ là có cho mình cái bậc hoàng kim là gì, bậc 1 thì là 10% tốc độ thu thập nhá, bậc 2 thì 20% là 20 ngôi 20 công trình, nhưng mà tăng tốc độ nghiên cứu khác với tốc độ sản xuất nhá. Bậc 3 thì là 30 công trình, nhưng mà tốc độ tạo, tức là tốc độ xin, nhưng mà dường như hình như là nó không bao gồm, để tôi xem lại nào. Xem nó có bao gồm mà thời gian mua dân. Nếu như mà tính mình nhớ không nhầm thì nó bao gồm cả thời gian mua dân thì phải. Đấy, các bạn thấy là những cái ship mới thì không phải là ai cũng nắm được toàn bộ, cũng cần có thời gian để có thể là nắm kỹ được tất cả những cái ưu đặc biệt của từng ship một. Mỗi ship nó có một điểm đặc biệt riêng. Clement thì cũng chưa tinh thông đến cái mức là nắm sạch sẽ tất cả mọi thứ của cả 16 ship. Đặc biệt là đối với 6 ship mới này thì cũng còn khá nhiều sơ hở. Đây, thời kỳ bậc 3 chúng ta đang bán chính. Thời gian mua của nhà chính này phải tắt đi ạ. Tắt cái giải mã này đi thì mới biết được thời gian mua chính xác của nó là bao nhiêu. Thời gian mua chỉ còn lại là 17 giây. Vậy là nếu như các bạn lên thời kỳ hoàng kim bậc 3 thì sẽ được giảm đi 20% bao tốc 20% thời gian sản xuất bao gồm cả nhà chính nha. Bậc 4, 50 cấu trúc tạo đơn vị công thành với chi phí tài nguyên ít hơn 20%. Các bạn thấy cái điều gì chưa? Nó tương đương là như là con Nga lên đời bằng công trình xưởng vũ khí công thành vậy. Và cái việc mà chúng ta xây 50 công trình ở đời 4 gần như là cái điều chắc chắn rồi. Các bạn lưu ý một điều là các bạn hãy nhớ được cái bolus này, để ở trong đời 4 thì các bạn lên xây 50 công trình để có được cho mình cái chi phí giảm đi 20% nha. Bậc 5 là 75 cấu trúc các đơn vị lạc đà tấn công nhanh hơn 20%. Tức là nếu như về siêu lết thì những đơn vị lạc đà của Azubis thì nó cực kỳ đáng sợ. Nó bắn như tên và nó bắn như cung thủ luôn. Nhưng mà đáng tiếc cái là lạc đà này thì nó vẫn tốn vàng anh em nhé. Nó không phải là như con lạc đà của Abbasid là lên tới 4 xong hết tài nguyên thì spam cho mình những đơn vị lạc đà tên là không tốn vàng. Chúng ta lướt qua cái đại học của Azubis một chút xíu. Nào, chúng ta lên tới 4 với cả cánh
tăng trưởng đi để có thêm 10 con dân và tốc độ khai thác nó được tăng thêm 10%. Đại học của con Azubit thì nó cũng như các đại học khác thôi, cũng có được cho mình những công nghệ như là công nghệ quân binh tăng thêm phần trăm máu và cũng không có gì thay đổi cả. Hóa học cũng vậy, máu rồi là mũi tên gây cháy rồi là sinh vật học, nói chung là ở trong cái đại học này thì nó giống y xì tất cả những cái trường đại học thông thường, không có cái gì đặc biệt ở trong cái trường đại học này nha mọi người nha. Đấy, đấy là tất cả những điểm, cái điểm đặc biệt của con Azubit này mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Còn cái gì đặc biệt nữa không nhỉ? À, ngoài ra thì Azubit nó không có cho mình cái công nghệ thực phẩm tươi ngon, không có cho mình công nghệ thực phẩm tươi ngon, nhưng con Amasit giá rừng của nó không được giảm mọi người nha. Vì giá rừng của nó không được giảm, thế nên là cái metan của con Azubit này thường sẽ là đánh theo kiểu là hướng hướng tới đời ba sớm hơn, với việc là ra quân ít hơn, tận dụng tối đa cái cánh đó, tận dụng tối đa cái điểm mạnh của nó ở trong cánh văn hóa khi được giảm trước và giảm chi phí lên đời. Sau khi lên đời xong này, tận dụng cái sức mạnh của cái con thánh, con thầy tu này, chúng ta gọi nó là lạc đà tu đi, có tốc độ nhặt thánh tích cực kỳ nhanh. Đây các bạn, tôi nhìn cho nó ra, nó cầm thánh tích nha, nhặt thánh tích nhanh lắm, nó nhặt như kiểu là thánh tích của con như kiểu là thầy tu chiến binh của Nga vậy. Nhưng thầy tu chiến binh của Nga thì chúng ta lên đời và mất cái lăn mắc và chi phí mua cũng khá là đắt. Ở đây thì có 60 thực và 220 vàng thôi. Còn con Nga thì nó đắt đỏ hơn một chút xíu. À, chúng ta nhìn cái thằng đây là cái gì? Thầy tu cưỡi lạc đà, tín đồ David, tín đồ David, gọi là con David. Đấy. Long dòng, long dòng. Thường con Azubit này nó hay đánh cái kiểu như vậy mọi người ạ. Lên đời bằng chợ lớn, sau đó là đánh kiểu may rủi, xem tìm mọi cách để vận dụng những cái lần trao đổi tài nguyên này để có thể kích ba sớm nhất có thể nha. Rồi ok, đấy là những gì mà mình muốn giới thiệu tổng quan về cái con Azubit này. Bây giờ chúng ta đến cái phần thực chiến nha. Hôm nay thì mình đã cày từ kim cương 3 lên chinh phạt 2 bằng con Azubit này, chỉ đúng một bài, không đánh bài khác nha. Và mình sẽ lấy luôn một cái ví dụ, một trận tự thắng của mình để làm ví dụ nha. Ở đây thì ở đây là Jin này, đối đầu với Jin. Đây là con này, kim cương 1. Rồi, chuyển sang con khác đi. Ở đây là bạch kim, con nào khỏe hơn tí đi. Ở đây là kim cương 2. Kim cương 3, thằng này chính lúc gặp mình là chinh phạt 1 mà chuyển xuống kim cương 3. Để cơ bản thì chúng ta lên cái map Ả Rập Cục Cằn cho nó cơ bản. Ottoman thì nó một ship hơi đặc biệt. Mình muốn giới thiệu mọi người ở cái map cơ bản trước cho nó dễ. Đến với cái trận mà đối đầu với cả con mà mọi người hay gặp nhất đó là con Nhật Bản đúng không? Mọi người hay gặp nhất là Nhật Bản và Jin. Thì chúng ta xem trận đấu mà Clement dùng con Azubit với cách này để đối đầu với cả con Jin nha. Đối đầu với Jin đi. Thực ra thì mình hướng dẫn mọi người đến phút thứ 7 là mọi người sẽ tự tìm cách để sinh tồn rồi. Còn cái việc mà sau phút thứ 7 thì nó không dựa vào B-order nữa, mà nó dựa vào cái khả năng nhìn nhận trận đấu và khả năng làm kinh tế của mỗi người. Ở đây thì ở thời điểm ban đầu đối với cả con Azubit này, chúng ta hướng tới cái việc lên ba, thế nên hướng tới cái việc là lên ba sớm, thế nên là chúng ta không ăn cừu và để cừu làm cái của hồi môn ở trong nhà chính của chúng ta, mà chúng ta đưa cho mình đó là 6 con dân ra khai thác thực với cái lựa chọn đó là 63, với cái sự lựa chọn đó là 73 mọi người nha, 7 thực và 3 vàng. Đây 6 dân thực, mãi vàng ở đây, 6 thực 3 vàng. Chúng ta cố gắng chia làm sao mỗi nhà hai, mỗi cây hai con, mỗi cây ba con, tránh tình trạng là một cây nó chốc tất cả tập trung và đi xa hết, không con nào gần cả. Scout thì tất nhiên ở trong những tình huống đầu tiên thì Scout có đi dò map thôi, là cái gì cái này thì nó cũng không không liên quan gì đến cái builder, mà là do cái kinh nghiệm dò map của anh em thôi. Đây thì các bạn có thể thấy là sau khi có được cho mình 7 con dân khai thác thực thì mình bắt đầu đưa con dân của mình ra khai thác vàng, và con dân khai thác vàng của mình thì mình sẽ giữ loot ship đè và bãi vàng, sau đó là vẩy cho mình những cái công trình này ra để những con dân sau khi sinh ra chỉ việc rally vào khu vực bãi vàng thôi. Và mình sẽ cho 8 con dân của mình
từ con dân 7 con dân thực nha, sau đó là 8 con dân khai thác vàng. Cái build order này là build order của Bi và Bit hay chơi. Tất nhiên là khi ở rank siêu cao, thì người ta sẽ tìm cách để counter cái bài này. Nhưng ít nhất là các bạn chơi ở cái rank kim cương hoặc là rank chinh phạt trở xuống thì để counter được cái bài này là rất khó nha. Nên các bạn cứ đưa cho mình đó là 8 con dân ra xây cho mình cái công trình, 8 con dân ra thiết kế ăn vàng cho mình. Ở đây thì ba con dân đầu tiên ăn vàng, con dân thứ tư thì mới bắt đầu xây cho mình cái công trình này nha. Và đấy, cứ kế cắm vàng thôi. Cắm đây là khi nào đủ 8 con thì thôi. Cứ rally thẳng ra khu vực bãi vàng. Đủ 8 con dân khai thác vàng thì dừng lại. Đây các bạn thấy là nó đi hơi lòng vòng, Clement không để ý nên thành ra nó sẽ có tình huống mà lên đời chậm hơn một chút xíu. Đây. Chúng ta sẽ lên đời ở khoảng tầm 2 phút 30. Nói chung là nếu như mà sớm sủa phụ thuộc vào cái việc bãi vàng gần hay bãi vàng xa, mà bãi quả nó gần trong nhà chính hay gần nhà, hay là xa nhà chính. Và cái việc mà Clement đi vòng vòng này nó hơi diễn ra nó thành ra nó hơi bị chậm một chút xíu. Còn mình thường chuẩn bài ăn quả này là các bạn có thể kích đời được ở khoảng tầm 2. Nói chung ngày xưa mình chả nhớ Bi đánh kiểu gì nó kích đời ở khoảng tầm 2 213 được, nhưng mà mình đánh bài này mình đánh mấy mấy lần rồi nhưng toàn lên tầm 220 thôi. Khoảng tầm 220 nhá. Đây chúng ta có 6 dân vàng rồi đây. Và đây thì các bạn có một cho mình sợ mình lựa chọn là 8 dân vàng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể có vận dụng cái gì khi bãi quả và cái bãi vàng nó gần nhau, chúng ta lấy dân ở bãi quả cho ra bãi vàng, sau đó dân ở nhà chính thì cho chặt gỗ. Đấy là cách để chúng ta cùng là một công thức nhưng mà nó biến nó gọi là nó thay đổi đi một chút để cái quãng đường di chuyển của dân sao cho nó ngắn nhất có thể nha. Đấy. Đây mình vẫn tách dân vàng ra, lượng dân vàng vẫn là đủ 8 thằng. Và sau khi ăn 8 vàng đối với cả con bài đánh theo cái bài mà hướng tới cái việc mà ra lính đánh thuê và lên ba thì chúng ta chỉ để cho mình là 5 con dân khai thác gỗ và cho toàn bộ những con dân còn lại ở khai thác thực, thì chúng ta sẽ có được cho mình những cái chòi canh để bảo vệ khu vực bãi vàng. Nó phải phụ thuộc vào cái việc chúng ta lên đời bằng cái này và nó sẽ ra cho chúng ta cái gì. Nhưng mà sẽ vận dụng những cái mà cái ngôi nhà trí tuệ này, cái cánh giao thương này nó cho để chúng ta có thể tìm cách dựa vào đó để thủ nhà và lên ba. Tám dân vàng, 4 dân thực, còn lại 5 dân gỗ. Đây chúng ta có 5 dân gỗ, thêm một con dân nữa là 4 dân gỗ. Giữ nguyên là 4 con dân thực này, 5 dân gỗ này. Những con dân mới sinh ra thì cho ăn cừu. Cho ăn cừu luôn mọi người ạ. Vì những lần trao đổi tài nguyên ở trong cái ngôi nhà này thì nó sẽ giúp chúng ta mà sẽ có thể tạo ra một lượng gỗ. Hoặc là một đơn vị quân mà không cần phải ăn quá nhiều gỗ để có thể được quân. Ở đây thì các bạn hướng tới cái việc đầu tiên mà các bạn hướng tới sau khi lên đời xong. Đó là hướng tới đầu tiên đó là gì? Đó là thủ khu vực bãi vàng này. Lên cho mình cái thời kỳ hoàng kim bậc 1 nha. Phải hướng tới cái thời kỳ hoàng kim bậc 1 sớm nhất có thể. Không xây nhà quân thì chúng ta có thể mua được lính đánh thuê rồi. Trong trường hợp mà trong cái nhà này nó không có bất kỳ một đơn vị lính đánh thuê nào, nó toàn ra thương nhân chẳng hạn, thì lúc đấy thì chúng ta mới phải xây cho mình một cái nhà lính để ra cho mình những đơn vị lính giáo nha. Nhưng mà chúng ta vẫn ưu tiên đó là lên thời kỳ hoàng kim bậc 1 trước khi xây nhà quân. Rồi, lên đời xong, các bạn thấy rằng lên đời xong thì ở trong cái công trình ngôi nhà trí tuệ này, Clement có được cho mình một tên lấy cho mình 2 con dân, một tên mà lấy được cho mình đó là 2 tên gỗ. Một tên lấy 2 dân nha, một tên lấy 2 gỗ và một tên lấy 1 đá. Các bạn thấy là đây, một lần đổi dân này, 2 lần đổi gỗ, một lần đổi đổi sang đá thì chúng ta sẽ có được cho mình cái lượng gỗ rất là dư dả. Với 400 gỗ này thì các bạn sẽ tìm cách để phòng thủ nhà của mình. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cánh rừng và bãi vàng hoàn toàn có thể kết nối được với nhau để có thể tạo thành một cái góc mà bo nhà nha. Và ở đây thì chúng ta cắm một cái chòi canh để bảo vệ bãi vàng và chúng ta có một cái lượng ở trong tình huống đầu tiên chúng ta có một lượng gỗ thì nha, chúng ta có thể xin cho mình xây cho mình một cái chòi canh để bảo vệ khu vực bãi lương này. Đây là ở trong cái bài này là thế. Còn phân tích cụ thể thì có thể chúng ta chưa nói đến cái việc là ở trong trận đấu này nhé. Nếu như nó giả sử chúng ta là giả sử là ở trong tên đầu tiên thì chúng ta có thể xin cho mình nó được là 2 đơn vị đó là lính giao tranh Bedouin. Các bạn chỉ cần mang 2 con đối với những đơn vị quân mà không có chuồng ngựa sẵn. Thì khi các bạn lên đời xong các bạn có cho mình 2 con này thì các bạn hãy xin cho con mình 2 con này. Sau đó đi công đối phương thì bắt đối phương phải ra cho mình một cái chuồng ngựa sẽ tốn 150 gỗ và phải ra cho mình đó là 2 con kỵ nhẹ. Lại tốn thêm cho mình một cái khoảng tài nguyên nữa. 2 con là 240, 240 cộng với cả 150 là 390 tài nguyên rồi. 390 tài nguyên mới ăn được 125 vàng của chúng ta. Mà chưa chắc đã ăn được tại vì chúng ta chỉ cần chúng ta đeo mang quân lên trước cửa nhà họ bắn vào bãi vàng, thấy họ ra chuồng ngựa xong là chúng ta lại té về, lúc đấy thì vẫn kịp.
Vì cái thời gian người ta xây chuồng ngựa sau đó là thời gian người ta ra quân thì chắc chắn là các bạn kịp thời mang quân đi ẩn và mang mang về nhà của mình. Và lúc đó thì nhà chúng ta đã bắt đầu khóa được nhà với những cái trò canh rồi. Còn trong trường hợp mà nếu như mà nó ra cho mình nó là một combo với hai con này và hai con này thì tuyệt vời rồi. Chúng ta chỉ cần ăn đứng nhà bạn thôi, còn ở nhà cắm trời không cần phải đi về. Đứng nó khoảng một lúc sau khi mà chúng ta cảm giác được là họ sẽ có được cho mình là nhiều cung và nhiều kỵ rồi, lúc đấy chúng ta rút lui vẫn còn kịp. Tránh tránh để chết những tình huống đầu tiên, những cái đơn vị quân giao quân lính thuê nha, tránh để chết nha. Còn nếu như xin thương nhân thì vào thôi thì chấp nhận, nó là gì, cứ đổi 125 vàng ra một cái chợ, nếu như mà nó đi về được đến nhà thì coi như là huề, tại vì cái thời gian mà con thương nhân này nó xin ra quá là nhanh, trừ khi là nếu như đối đầu với những kiểu như là con Pháp này hoặc là con Byzantine này, nó lên đời bằng cái chuồng ngựa ấy, thì cái việc mà nó có quân ngay thì chúng ta nên bỏ qua, không nên xin thương nhân mà để dành vàng nó, nâng cấp công nghệ để turn sau rồi xin, để dành cái turn sau. Chứ còn nếu như mà xin sớm quá, ra thương nhân sớm quá, đối đầu với những đơn vị quân như thế là rất dễ oảng. Mà hoặc là nếu như xin ra thì các bạn nhét vào nhà chính cũng được. Nói chung là các bạn tùy các bạn lựa chọn, nhưng mà phải đảm bảo làm sao để con thương nhân mà những cái tài nguyên ở thời điểm ban đầu các bạn là xin ra nhưng không được để chết nhé. Còn nếu như mà nó đối đầu với những đơn vị quân quân cũng kiểu như là không có những đơn vị quân sớm chẳng hạn, như con Pháp không có, như kiểu con nói chung là các đơn vị quân như kiểu không có chuồng ngựa trước, có con Byzantine này, có con Byzantine là có lên đời xong là có chuồng ngựa luôn này, tại vì cái nhà lá mắc đời hai của nó chuồng ngựa, và con Pháp lên đời xong là cũng có cái chuồng ngựa để ra kỵ ngay, thì nó chắc chắn là sẽ bắt được con thương nhân của chúng ta, còn những đơn vị quân khác thì không bắt được đâu. Rồi thì bây giờ chúng ta tìm cách đó là bo nhà sau đó là lên được kỳ hoàng kim một. Đây đây là cái Clement đang cố gắng làm sao lên được thời kỳ hoàng kim bậc một với những cái công trình cần có, đó là gì, đó là chòi canh, đó là nhà lính, đối đầu với con Jin mà kiểu gì mà có một cái nhà lính rồi, ra cho mình đơn vị lính thuê cũng không thể chắc đã đảm bảo là có thể thủ được nhà, nên cứ phải ra một cái nhà lính nhìn xem cái thế nhà có chỗ nào có thể bo được là bo. Đây, khóa cho mình cái lớp cánh rừng đây, bo cho mình lớp rào gỗ từ cánh rừng tới khu vực này, vì chúng ta có lần trao đổi tài nguyên, có một lần trao đổi tài nguyên ở cái công trình này và lượng gỗ nó tăng lên rất là nhanh. Làm luôn cho mình hai cái chòi canh, có cho mình nó là 150 đá. Một tơn đầu tiên chúng ta lấy 150 đá để xây cho mình những cái chòi canh. Lên các bạn nhé, lên lên ở trong tơ điên, nếu như mà có đá thì các bạn lên lấy cho mình 150 đá để sẵn sàng những tình huống mà xây chòi canh. Chúng ta hướng tới cái việc đó là lên ba một cách an toàn và không mất gì cả, vì lên ba cái chi phí các bạn đấy, cái chi phí để lên được đề ba nó rất là rẻ, chỉ 850 thôi, cả 450 vàng thôi, chi phí lên ba rất là rẻ. Nên chúng ta sẽ hướng tới cái việc đó là đép nhà làm sao cho nó khéo để có thể lên ba. Cái lần những cái lần trao đổi này thì nó sẽ giúp cho các bạn đép nhà nó khéo hơn, và ở trong khoảng thời gian này thì các bạn với 8 con dân đào vàng thì các bạn có thể nâng cấp được rất nhiều công nghệ, ví dụ như nâng cấp công nghệ lỗ châu mai, nâng cấp công nghệ xe đẩy tay và nâng cấp công nghệ đào vàng. Đấy chính là tác dụng của việc 8 con dân đào vàng. Vì tơn đầu tiên mình không có lính giao tranh, thế nên không có lính đánh thuê, thế nên là tơn này mình phải mua lính giáo và đứng tại nhà từ rất sớm. Đấy, xây chòi canh, nâng cấp lỗ châu mai rồi, đứng đép ở nhà thôi. Chúng ta chỉ cần ăn một bãi quả này thôi, ăn một bãi quả và một lượng cừu ở nhà là thoải mái lên ba rồi. Lên ba thì với một cái combo mà đối phương đánh kỵ kẹp cung thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình đó là ba cái chuồng ngựa. Còn đối phương đánh giáo kẹp với cả cung thì chúng ta lựa chọn cho mình đó là bốn cái nhà lính nhá. Ba chuồng ngựa hoặc bốn nhà lính tùy theo đối phương dùng quân gì. Hai cái chòi canh nâng cấp cái hai cái lỗ nâng cấp lỗ châu mai rồi, nên đối phương mà muốn đẩy vào thì chắc chắn đối phương phải tích ram. Vâng, phải tích lực và lên ram rồi. Kể cả là Jin đi chăng nữa thì cũng không thể nào vào harass được cái bãi vàng chúng ta bo nhà, thì kỵ pháp không có những tình huống mà xung kích bãi vàng. Lên bo như vậy thì tránh tình trạng đối phương xung kích vào, chúng ta hơi không để ý phát là nó xung kích vào bãi vàng, mất ngay một hai dân. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là đối phương đang ra cho mình rất nhiều đơn vị, đó là cung thủ nha, cung thủ kẹp với cả kỵ, chủ yếu là ra cung nhiều để lấy ram. Ở đây hai trường bắn luôn này, giảm giá cho cái chuồng ngựa này, Jin đã là quân binh rồi này. Tơn trao đổi đồ tiếp theo thì lần này có cho mình một con thương nhân, có cho mình một con thương nhân. Và nếu như mà các bạn đi buôn thì các bạn phải lựa cái chợ làm sao để, ví dụ như là đối phương đang đứng ở mặt này chẳng hạn, đang định ốp ram chẳng hạn, thì chúng ta đi buôn ở cái chợ ngược lại thì chắc chưa chắc đối phương đã, chưa chắc họ đã cao tơ đâu, họ đang tập trung vào cái việc đó là đốt nhà chúng ta mà. Bây giờ thì chúng ta lên ba thôi. Mà một cái điểm đặc biệt nữa là gì?
ở trong cái lần trao đổi các bạn không lên ba trước lần trao đổi thứ hai nha. Tại vì trong quá trình các bạn lên ba thì có lần trao đổi, ví dụ như là có thể mua dân hoặc là mua thương nhân hoặc là mua lính giao tranh chẳng hạn, mà lại đang trong quá trình lên ba mà các bạn dùng trao đổi thì nó sẽ không sinh ra ngay, mà nó phải chờ lên đời xong thì nó mới có thể sinh ra. Tại vì cái công trình ngôi nhà trí tuệ này nó không làm đồng thời hai việc cùng một lúc được. Thế nên là cái thời điểm lên ba của cái con Azubit này nó là thời điểm mà sau lần đổi tài nguyên thứ hai nha mọi người nhé, mặc định là phải sau lần đổi thứ hai. Có thể là nếu như phải ép quân nhiều chẳng hạn, đối phương công công gắt hoặc chúng ta thủ yếu quá thì phải sau lần trao đổi thứ ba chúng ta có thể lên đời được, nhưng hãy cố gắng làm sao mà sau lần trao đổi thứ hai là chúng ta có thể lên ba được ngay. Lên càng sớm thì chúng ta sẽ càng có lợi. Đây, ở đối bên này thì nó là combo, đó là kỵ kẹp với cả cung. Thế nên là ở phía bên này thì Clement sẽ xây cho mình ba cái chuồng ngựa ra. Lựa chọn của mình đó là đánh lạc đà chém, à kỵ binh giáo lạc đà nha, kỵ binh giáo lạc đà, và chúng ta vẫn phải có giáo nha. Tại vì sao? Tại vì cái lượng quân của đối phương tích được ở đề hai rất là đông. Chúng ta lên ba, chúng ta với ba cái nhà quân có chảy đều đi chăng nữa thì cũng cần một cái khoảng thời gian rất dài thì mới có thể ăn được quân của đối phương. Và đặc biệt đó là gì? Chúng ta phải xin cho mình những con giáo đều ra một chút xíu để trong cái quãng thời gian đời này thì giáo kẹp với cả kỵ binh nó sẽ đủ quân để chống lại quân của đối phương. Mình lên ba thì đối phương đã bắt đầu đẩy ram vào. Và đây thì trong trường hợp đối phương nó đẩy ram thì chúng ta có thể sử dụng đó là gì? Có thương nhân, thì nếu như trong tình huống này có thương nhân chẳng hạn, chúng ta xin thương nhân. Và ưu tiên ở trong tình huống này nếu như mà nó tạo ra tài nguyên thì các bạn là lên ưu tiên tạo ra tài nguyên thực nha. Ví dụ như là đổi vàng sang thực hoặc là đổi vàng sang gỗ chẳng hạn. Nếu như đổi vàng sang gỗ thì các bạn cuốn ruộng, mà nếu như đổi vàng sang thực thì các bạn là có thể cho nhiều dân ăn vàng hơn. Đây các bạn ấy, lên đời xong là các bạn tăng dân ăn vàng của mình lên nha. Tại vì 8 thằng dân này đủ trao đổi tài nguyên, nhưng mà để mua quân nữa, để mua những đơn vị quân bằng vàng thì các bạn phải nhiều hơn 8 thằng. Nên là lưu ý rằng lên đời xong thì các bạn phải tăng dân vàng. Nếu như mà các bạn lựa chọn phương án đánh Meram thì cũng không cần phải tăng quá nhiều, chỉ tăng khoảng tầm 3 4 con dân thôi. Nhưng nếu như các bạn lựa chọn phương án đánh kỵ thì các bạn phải tăng tầm 17 18 thằng dân đào vàng nha. Mày vừa trao đổi tài nguyên trong 3 phút, 3 phút mỗi lần 3 phút là phải trao đổi tài nguyên, xong lại còn mua những đơn vị quân rất đắt tiền bằng vàng ở đây nữa, mới 110 vàng một con kỵ binh giáo lạc đà cơ. Còn bây giờ thì cứ bơm giáo và kẹp với lạc đà ra. Giáo chúng ta khắc lạc đà, lạc kỵ binh giáo lạc đà của chúng ta, à, giáo chúng ta khắc kỵ, kỵ binh giáo chúng ta lại khắc kỵ nữa, nên là cái combo này chúng ta không thể thua được. Kỵ binh giáo lạc đà là khắc luôn cả cung nhé, nó khắc cả cung cả kỵ, nhưng mà số lượng quân họ tích ở đời hai khá là đông đấy. Nên ở trong tình huống này nếu như mà chỉ có mỗi kỵ binh không thì không đủ được ba cái chuồng ngựa đấy. Tài nguyên thì chắc chắn là do dư giả rồi, nếu như mà chúng ta không mất bất kỳ một con dân nào đào vàng sau đó tạo ra tài nguyên này. Rồi bây giờ đối phương bắt đầu đẩy ram vào, với combo này chúng ta cũng khó có thể thua được. Ưu tiên là đập ram trước đánh nhau sau, đánh nhau ở gần chòi canh, bao giờ phải ưu tiên đánh nhau ở gần chòi canh nha. Nếu như đối phương ra xa chúng ta không đánh, chúng ta chỉ đánh nhau ở gần chòi canh thôi, chỉ đánh nhau ở gần chòi canh để có chòi canh hỗ trợ thêm. Đấy, đối phương hết kỵ thì bây giờ còn những con cung không. Trong một tuần combat thì đối phương nói chung là một do điều quân, hai nữa là cũng vội quá không ra cho mình những đơn vị quân yểm trợ để có thể counter được kỵ binh giáo lạc đà đã vội vàng đi công. Ở trong trường hợp này thì họ có thể lựa chọn phương án nó ra thêm giáo nhé. Và nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta đang thiếu vàng chẳng hạn thì các bạn có thể xin thêm kỵ nhẹ hoặc xin thêm lính giáo ra, vì cái lượng vàng nó tiêu thụ để sóc lạc đà và trao đổi tài nguyên rất là nhiều. Ở đây chúng ta lại có thêm một lần trao đổi tài nguyên. Đấy, các bạn có thấy cái gì? Có thực này, có dân này, có kiếm sĩ này, thì mặc định là có dân là phải lấy dân. Riêng nhớ nhớ một điều ở trong cái công trình này, cứ có dân chắc chắn là phải lấy dân trước, tại vì chả cái nào chả cái gì ngon bằng lấy dân ở trong cái những cái lần trao đổi tài nguyên này. Còn bây giờ thì chúng ta đi công vào nhà đối phương thôi. Khi công vào nhà đối phương thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Ở trong trường hợp mà chúng ta đánh cái combo đó là kỵ binh giáo lạc đà thì chắc chắn là đối phương sẽ phải ở nhà lên thêm cho mình những đơn vị lính giáo để chống lại kỵ binh giáo lạc đà rồi. Vì kỵ của đối phương không chống được mà cung thủ của đối phương không thể chống được. Nên là chúng ta có thể trong cái ba cái chuồng ngựa này chúng ta có thể kết hợp mua thêm cho mình đó là những cái đơn vị lính đột kích sa mạc. Và ở trong cái giai đoạn này thì những cái đơn vị ta đưa học giả của mình ra để có thể đưa học giả của mình ra để có thể đi nhặt thánh tích. Rất nhanh chóng thì chúng ta trong đối phương đang phải ra thêm quân đép nhà thì chúng ta có thể chặt được 45 cái thành tích luôn. Lùi lại một chút xíu, chờ một turn mà mình đang chờ một turn là có thêm cho mình những đơn vị, có thêm cho mình những cái con đây này, lính đột kích sa mạc này để sử dụng bắn giáo của đối phương. Vì ở trong trường hợp này nếu như mà đối phương mới chơi chắc chắn đối phương sẽ tăng khoảng tầm 2 3 nhà lính ra để ra lính giáo chứ không vội vàng lên 3 đâu. Còn nếu như mà đối phương lựa chọn cái combo mà cung kẹp với cả
giáo ở đời 2 thì quá ngon rồi. Chúng ta đẩy 4 nhà lính nâng cấp cho mình công nghệ giáp tầm giáp chống tên lên, sau đó có thêm ủn thôi. Đấy. Đấy là các bạn nhìn thấy là đây trong bài này đó là con Jin, sức tấn công của Jin ở thời điểm đầu cực kỳ mạnh đấy. Nhưng mà để chống lại được cái bài lên bằng cánh giao thương và nhảy ma sớm của anh Zubit này cũng không phải điều đơn giản nha. Còn bây giờ thì nếu như mà nhà này có chợ, có thương nhân thì xin thương nhân ra. Sau đó là nếu như mà cảm giác an toàn thì xây thêm cho mình một cái chợ ra để đi buôn cho nó sướng tay. Cho dân của mình đi ăn hoang khắp nơi thôi, tăng nhiều dân ăn vàng lên một chút xíu, 17 con dân, 18 con dân ăn vàng mà. Tối thiểu đó là khoảng tầm 15 thằng, tối thiểu là 15 thằng để chúng ta có thể sóc đều cho mình những con kỵ binh giáo lạc đà. Hoặc là nâng cấp công nghệ kinh tế, hoặc là và sẵn sàng những tình huống mà khi ở trong cái công trình này nó có tài nguyên trao đổi là chúng ta phải trao đổi ngay. Nó cứ thế bít quân lên thôi. Còn trong trường hợp đây còn một cái bài mà cũng có một trận đấu mà đối phương cũng là một thằng gọi là cũng gọi là đánh khá là khỏe và mình sẽ biến bài khá là nhiều. Đây Waka này, lúc gặp mình thì là trên phần 1, đánh xong một trận nó là xuống còn kim cương 3, tỷ lệ thắng cũng khá là cao. Hay nó biết chơi, nó chơi khá là tốt, nó lên rất nhiều giáo để có thể chống lại những cái tình huống phút của con Azuit này khi con Azuit lên 3 nha. Và trận đấu sẽ phải kéo dài hơn một chút xíu và mình phải cơ cấu kinh tế lại. Cơ cấu kinh tế lại, lúc đấy thì nó không liên quan gì đến cái builder nữa, nó liên quan đến cái kinh nghiệm thi đấu của mọi người rồi. Nhưng về cơ bản thì ở những phút đầu tiên thì không có gì thay đổi cả. Đó là 7 dân khai thác quả, 8 dân khai thác vàng, sau đó là 5 dân khai thác gỗ. Ở những phút đầu tiên thì nó không có gì thay đổi quá nhiều. Đấy, sau đó là gì? Ngôi nhà trí tuệ vẩy ra, đây là mình vẩy sẵn thôi. Vẩy sẵn thôi, còn đâu sau khi có 3 con dân khai thác vàng này thì những con dân tiếp theo sinh ra mới xây ngôi nhà trí tuệ nha. Và rally thẳng vào khu vực vẩy vàng đến thằng dân thứ 8. Scout thì cứ ăn mới đi dò map thôi, không cần phải lo lắng cái việc đó là phải lục cừu về nhà, tránh tình trạng hết cừu vì chúng ta không ăn quả ở thời điểm đầu tiên, thì chính là tác dụng là như vậy. Trong 3 cây gỗ ở gần nhà thì các bạn sẽ ăn cây gỗ nào mà nó gần với cả cánh rừng nhất nha. Chúng ta chỉ ăn một cây gỗ lẻ thôi để làm gì? Để có thể xây cho mình cái trại binh gỗ rồi tập trung vào cái việc đó là lên thời kỳ hoàng kim bậc 1 nha. Ưu tiên đầu tiên đó là lên thời kỳ hoàng kim bậc 1 trước rồi sau. Cứ phải làm thời kỳ. Đây, các bạn thấy là đầu tiên ở trong cái tên trao đổi quân nha, tên trao đổi đầu tiên thì Clement có được cho mình hai tên, đó là gì? Một tên ra con kiếm sĩ mà một tên ra cung thủ, lập tức là bác lên nhà đối phương ngay. Có hai con này, kể cả là Pháp gặp luôn hai con này thì Pháp là không thể ra được khỏi nhà ở thời điểm ban đầu. Chúng ta có thêm một khoảng thời gian. Đây là con Jin nha. Sau đó ở nhà chúng ta thiết kế cho mình những cái trò canh rồi lên cho mình cái thời kỳ hoàng kim bậc 1 thôi. Sau đó tiếp tục là một bài đấu mà chúng ta rào nhà và một chút xíu tránh tình trạng đối phương harass thôi. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy vị trí rào đó là gì, từ cánh rừng tới khu vực bãi vàng, rồi là từ cái mép bản đồ tới khu vực cánh rừng này, rồi là từ cái bãi vàng tới khu vực chỗ này. Vậy là kín, không để cho vương công chết chúng ta ở đời 2 quá sớm được. Có gì thì chắc chắn sẽ đi ăn lợn nòi rồi đấy, chén ngay. Còn bây giờ thì chúng ta kéo nhà đối phương thôi, ăn ngay được đối phương một cái nhà dân, vì chúng ta có cho mình đó là hai con kiếm sĩ kẹp với cả hai con lính ném lao nên là đối phương sẽ không bắt được. Nhưng mà nếu như mà nó gọi Jin về là bắt được, nên là trước khi nó gọi Jin về thì mình chuồn luôn. Thời điểm đầu tiên chắc chắn là Jin đi ăn lợn lòi mà, nên là nó sẽ không có ở nhà, tranh thủ ra chén luôn cái đấy. Tên trao đổi thứ hai thì nó hơi đen một chút xíu, nó lại tiếp tục ra cho Clement, nó là hai con cung và hai con giáo, nhưng vô hình chung nó giúp cho mình đét nhà tốt hơn nha. Và bây giờ thì chúng ta trên đường nhảy ma thôi, chuẩn bị lên đường nhảy ma thôi. Sau tên thứ hai là lên ba, mặc định nó là sau tên thứ hai lên ba nhá, chả biết cần biết là các bạn đổi cái gì, nhưng mà sau tên thứ hai gần như là sẽ đủ tài nguyên để lên ba đấy. Nó sẽ lên 3 khoảng tầm 8 phút 20 là đủ tài nguyên để lên 3. Story 3 tiếp tục là cái combo, nó là xây cho mình những cái 3 cái chuồng ngựa, sau đó sắp cho mình những đơn vị lạc đà chém thôi, kỵ binh giáo lạc đà và xây nhà thờ đi nhặt thánh tích thôi. Nhưng ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là thằng này nó cũng khá là kinh nghiệm. Sau khi mình đẩy nó đẩy mình một tên, nó thấy mình ra cho mình những đơn vị lạc đà, nó ép quân rất lâu ở đời 2 luôn, nó không vội vàng lên 3 như trận đấu vừa rồi. Nó ép quân rất lâu ở đời 3, nó khiến cho mình không thể đẩy chết nó ở đời 2 được. Nó ép quân rất trâu luôn. Mình ra cho mình những đơn vị bây giờ. Khi số lượng lạc đà của mình có xu thế là thắng combat phát là nó ra 3-4 nhà lính ra, sau đó nó bơm lính giáo đây. Nó bơm ngay lính giáo ra, nó tiếp tục đánh, chấp nhận đánh người đời 2. Những cái tên chơi quân là mình lỗ rất nhiều nha, vì nó ép quân rất là căng. Nó không có những tình huống mà dừng nghỉ để có thể nó lên 3. Cứ chớm thua quân phát là nó tăng nhà quân ngay. Đây mình có rất nhiều lạc đà khắc kỵ rất là tốt rồi đấy. Các bạn thấy là lạc đà tên rồi, có cả lạc tên rồi, có cả lạc đà chém rồi đấy. Nhưng nó vẫn tiếp tục tăng nhà quân ra, nó bơm quân ra nó đấm.
cứ hai nhà lính, hai trường bắn cùng giáo đứng đây mộng nhậu ở nhà, không thể ăn được, không thể đẩy chết nó ngay được, nó buộc là phải đánh về thế về lâu về dài, làm sao để cho nó không nép được mình thôi, à làm sao để cho nó không công ngược được mình và kinh tế của mình khỏe thôi. Tôi này ăn cho khoảng tầm 21 con dân giá bú vàng. Ở nhà thì bắt đầu tung spam ruộng ra, có thương nhân thì đi buôn, nếu như mà trong cái ngôi nhà nó có thương nhân thì cho đi buôn. Các bạn thấy nó bơm quân rất căng, nó cố gắng bơm quân và nó dùng con, nó dùng cái con đó là cái con thánh nữ của nó để nó hỗ trợ quân của nó, nên là quân của nó so với quân đời ba của mình thì nó không thua thiệt quá nhiều. Những tình huống này là công nghệ, mặc dù công nghệ của mình là áp đảo ấy, nhưng mà thắng thì cũng kiểu là không thắng được nổi. Ở tình huống này thì mình buộc là phải lên thêm merit arm nha. Khi nó ra quá nhiều giáo thì lúc đấy mình buộc phải ra thêm merit arm và tăng cho mình 4 cái nhà lính. 4 cái nhà lính để ra merit arm. Còn ở trong những tình huống sau khi lên được đời ba rồi thì các bạn ở trong cái cánh này nó vẫn liên tục là có những tình huống trao đổi tài nguyên, thì các bạn cứ thiếu cái gì thì các bạn đổi cái đấy thôi. Nó không còn là công thức nữa rồi. Ví dụ các bạn thiếu thực thì các bạn lấy thực, còn mặc định là có dân sẽ lấy dân. Các bạn thiếu gỗ thì đổi lấy gỗ, mà thiếu đá thì cũng đổi lấy đá. Nói chung là làm sao để cứ bao các bạn dùng hết sạch cái lượng vàng của mình để đổi tài nguyên nha, vì đổi là sẽ có lãi chứ không lỗ nha. Mặc định đổi là lãi. Nên là cứ có là đổi thôi. Chính vì lý do như vậy mà chúng ta cần phải ăn vàng nhiều. Đấy, nó cố gắng châu quân Jin, có Jin level 3 này, đánh rất khó chết, rất khó thua combat. Mặc dù chất quân của mình lên mang tính chất là counter nó khá là nhiều, các bạn thấy là ở bên nó là gì? Là kỵ lặng kẹp với cả giáo, bên mình là gì? Lạc đà kẹp với cả Meltam, tính ra là ngon hơn đấy. Nhưng mà vẫn không thể thắng được vì có con Jin này nó hỗ trợ tốt quá. Con Jin của nó hỗ trợ khá là tốt. Đấy, mặc dù bây giờ nó mới chưa có công nghệ đời 3 đấy. Giáo của nó bây giờ mới lên giáo đời 3 đấy. Nhưng mà cái thế trận này là thế trận mà chúng ta đang có thế công, nên là cần nhanh tay một chút, ở nhà có thể cơ cấu lực và ở nhà vẽ ruộng rồi là xây thêm cho mình cái chợ đi buôn, không tăng nhà chính thứ hai thì đi buôn. Nhưng đồng mình được cái một cái điểm tốt đó là gì, đó là với cái bài này thì chúng ta lấy được thành tích rồi, chúng ta có 4 thành tích rồi, nên là đưa về một thế trận về lâu về dài thì cũng chưa, thì mình chúng ta sẽ là người có lợi hơn. Chưa chắc là thắng hoàn toàn ở thời điểm sau khi lên 3, nhưng ít nhất sau khi lên 3 xong thì so sánh giữa hai bên thì mình sẽ là người có lợi hơn. Với cái map này mặc định nó phải bút cho mình cái lũy ở khu giữa bản đồ rồi. Phải có một cái lũy ở giữa bản đồ để chiếm map. Ở phía bên này thì nó vẫn là giáo kẹp với lỏ binh thôi. Mình bây giờ chuyển sang nó là kẹp thêm bắn đá thôi. Cứ đánh hỗn loạn mình ạ. Ở trong tình huống này thì cứ hỗn loạn, cố đông là được. Với cái chân lý của Clement là cứ đông là đẹp anh em ạ. Điều quân ngu nhưng mà anh em có đông. Đấy. Mặc dù điều quân hơi ngu tí thôi, quân chết như ngả dạ, mặc dù là thắng trận ấy, nhưng mà cái điểm phá hủy của mình bao giờ cũng thấp hơn đối thủ nha. Gần như là 10 trận 9 trận như vậy vì mình không có điều, mình cứ aloso thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi đánh nhau các bạn mang theo cái con thầy tu chiến binh, các bạn ấy mang theo cái con thầy tu của Amasit đứng đấy, cho bật chế độ bật nút W để cho nó hồi máu cho cả một đám quân, nó như kiểu đội quân bất tử luôn, nên là ngu một tí nhưng mà bù lại là chúng ta được cái đông quân. Vâng, bố mày yếu nhưng anh em bố mày đâu. Đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu với các bạn về con Azumith. Hy vọng rằng với cái việc mà 7 phút đầu tiên làm chuẩn chỉ thì các bạn có một bài đấu mà lên 3 an toàn. Lên 3 an toàn với những đơn vị quân có, với những đơn vị lính giáo mà chúng ta mua ra, hoặc là những đơn vị lính thuê. Còn bây giờ, trước khi rời đi thì hy vọng rằng các bạn có thể là để lại comment nếu như các bạn có điều gì thắc mắc, cũng như là cho Clement xin thêm một nút like mọi người nha. Và anh em nào có nhu cầu thì có thể click vào cái đường mô tả, chọn cho mình những sản phẩm mà Clement đang gắn link ở trong phần mô tả để ủng hộ thêm cho Clear nhiều động lực hơn, ra thêm nhiều video hơn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.